Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Mỹ, thực tập sinh lớp KHFP đào tạo thể X. Mã số sinh viên của mình là CV020HB14. Trong video lần trước của mình thì mình cũng đã tâm sự, cũng đã trao đổi với các bạn về một vài cái con người trong môn nghiên của con người, đó chính là về đạo đức và về cảm xúc. Đấy là hai con người trong từ WeWeb. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua một con người khác, đó chính là willpower, ở đây có nghĩa là ý chí quyết đoán. Con người này thì nghe đến cái tên thôi là các bạn đã hình dung ra được rằng là nó quan trọng đến như thế nào với chúng ta rồi, đúng không? Thì khi mà chúng ta có một công việc, chúng ta đi làm thì chúng ta phải biết rằng là những cái gì tốt, những cái gì xấu. Và khi các bạn phân định được ra những cái điều tốt và những cái điều xấu rồi thì chúng ta sẽ cố gắng thúc đẩy cái ý chí của bản thân mình lên cao hơn. Từ đó chúng ta có thể hoàn thành cái công việc của mình tốt hơn. Vậy thì sự đối lập giữa willpower và chính nó là gì? Thì sự đối lập ấy, ban đầu thì mình sẽ phân tích rằng là đầu tiên nó là giúp cho chúng ta hoàn thành công việc, hoàn thành cái mục tiêu. Đối lập với nó sẽ là những cái sự sợ hãi. Khi các bạn làm việc, các bạn không đưa ra được những cái sự quyết đoán, các bạn sẽ cảm thấy rằng là mình rất là sợ hãi. Trong thâm tâm của bản thân thì sẽ có nảy ra những cái sự hoang mang, những cái sự lo lắng. Và từ đấy các bạn sẽ bị nhụt chí, không quyết đoán được chính những cái cột mốc của đời mình. Đó, đối diện với những cái sự gọi là bất ngờ cái như vậy thì willpower sẽ là một cái sự quyết đoán bất chấp hậu quả. Ok, chúng ta sẽ bất chấp tất cả những cái hậu quả có thể xảy ra được với những cái quyết định của bản thân. Chúng ta cố gắng làm việc đến cùng, chúng ta cố gắng dành hết tất cả các tâm huyết, dành hết tất cả những cái ý chí, cái năng lực của bản thân để thực hiện cái công việc đấy, thực hiện cái niềm đam mê của bản thân và đạt được cái mục đích đó. Đấy chính là willpower. Ok, vậy nếu như mà trong trường hợp các bạn lưỡng lự và chưa có những cái quyết định hay là những cái phán đoán cho bản thân mình thì chúng ta sẽ đi làm gì? Đây là một câu hỏi rất là hay để hỏi và giải đáp rằng là nếu như trong cuộc sống của chúng ta hay một số thi thoảng sẽ gặp những cái trường hợp như vậy, đó là những trường hợp ba phải và chúng ta không biết xác định từ đâu, thì chúng ta sẽ là hỏi ý kiến của khán giả, đi tìm của sự trợ giúp ấy. Thì đầu tiên là các bạn sẽ đưa ra cho mình sẽ nghe các bạn rằng là các bạn tránh hỏi những cái người đồng cảm. Bởi vì khi mà chúng ta hỏi ấy, rất là nhiều lúc chúng ta sẽ hỏi tìm những cái sự đồng thuận với bản thân mình. Và từ đấy chúng ta khi mà chúng ta nhận được cái sự đồng thuận rồi thì chúng ta ok, cái quyết định có thể rằng là lúc đấy tôi cũng nghĩ như vậy, lúc đấy tôi cũng định là như thế, và ok, tôi chắc chắn với quyết định của mình. Trong khi những cái người đồng thuận với các bạn ấy thì có thể rằng họ cũng không chắc chắn 100% hay 99% với quyết định của họ đâu. Họ chỉ biết rằng là tôi nghĩ rằng là như thế này, tôi nghĩ rằng là như thế kia. Và cuối cùng thì dẫn đến cái kết quả rằng là bạn chỉ đi tìm cái sự đồng thuận thôi, mà bạn không tìm được những cái người giải quyết cho các bạn những cái thắc mắc và những cái khúc mắc của bản thân mình, đưa ra những cho các bạn rằng là đâu là đúng, đâu là sai. Thay vào các bạn, khi mà các bạn đi tìm những người có sự đồng thuận ấy, thì các bạn phải tìm những cái con người có những ánh nhìn bao quát hơn. Họ sẽ giải đáp cho chúng ta là lúc như thế này, trong hoàn cảnh như thế này thì dưới ánh nhìn của họ nó sẽ là như sao, ra sao, ra sao. Họ sẽ đưa ra những cái ý kiến từ cái góc nhìn đa chiều. Họ sẽ nhìn cái câu chuyện của bạn từ nhiều cái ánh nhìn khác nhau, từ nhiều cái góc khác nhau và có bao quát hơn. Từ đấy khi người đó đưa ra quyết định ấy, thì nó sẽ là một cái quyết định rất là quyết đoán. Từ đấy thì chúng ta có thể đưa ra được những cái ý kiến hay là đưa ra được
những cái giải đáp cho những cái thắc mắc của bản thân. Và khi mà chúng ta giải đáp được thắc mắc rồi thì đó chính là cái ý chí quyết đoán nhất, và chúng ta thực hiện theo nó, chúng ta cố gắng, chúng ta làm theo nó. Ok, vậy thì nếu như làm sao khi mà chúng ta thường xuyên rất dễ gây ra những sự mâu thuẫn trong chính cái ý chí của mình. Nghĩa câu nói là sao khi mà bạn có quá nhiều cái sự lựa chọn và bạn không thể nào tìm ra được những cái sự ưng ý của bản thân mình, mà cái những cái trường hợp như này liên tục lặp lại đối với bạn, thì bạn phải làm sao? Lúc này bạn cần phải có một cái quyết tâm là dù có hậu quả ra sao thì mình cũng sẽ làm đến cùng. Tức là bạn phải hạ ý chí, hạ quyết tâm làm được cái công việc ấy, làm được cái sự việc như vậy. Bởi vì những người như thế này rất dễ rơi vào những cái sự mông lung. Tại sao mình lại nói là họ rất dễ rơi vào những sự mông lung? Bởi vì những người như vậy thường thường là những người rất là bạo phải. Họ thấy ý kiến của người này nói rất là ok, họ theo. Nhưng ý kiến của người kia phản bác ý kiến của người này, và họ thấy rằng là nó hợp tình hợp lý hơn, họ lại theo ý kiến của người kia mà không có cái lập trường riêng của bản thân mình. Ok, đúng là họ sẽ không có cái lập trường riêng của bản thân, khiến cho họ lúc nào cũng rơi vào tình thế bám phải và lúc nào cũng trong sự hoang mang, rằng họ sẽ nghĩ rằng là lỡ người này hơn người kia thì sao, lỡ người này đúng người kia sai sao, lỡ người này không phải, lỡ người kia không phải. Và họ sẽ tạo vô hình chung tạo cho mình một cái áp lực, và từ đấy họ sẽ không có thể đưa ra được những cái ý quyết đoán của cuộc đời họ. Họ không thể nào đưa ra được những cái bước ngoặt trong cuộc đời họ, và họ rất dễ thất bại trong cuộc sống. Và bên cạnh những cái sự thất bại trong cuộc sống thì những cái tinh thần và sức khỏe của những người đấy cũng bị thụt giảm. Tinh thần thì lúc nào cũng trong trạng thái là mơ hồ, còn sức khỏe thì nó sẽ bị giảm sút, và hình thái, hình thể body bên ngoài của họ cũng sẽ bị thanh sao và nhợt nhạt. Các bạn để ý nhé, những con người mà bên ngoài lúc nào cũng trong tình trạng thanh sao và nhợt nhạt ấy, thì khi mà chúng ta hỏi về điều gì thì họ cũng sẽ trả lời một cách qua loa, bởi vì họ không biết rằng là cái câu trả lời của họ có đúng hay không, và họ không biết rằng là cái mục đích là gì, và họ không quyết đoán cho những cái câu nói hay những cái hành động của họ. Nếu như mà họ đang làm việc gì chúng ta hỏi thì họ rất dễ rơi vào cái trạng thái lưỡng lự, và là mình làm thế này có đúng không nhỉ, mình làm thế kia có đúng không nhỉ. Và khi mà có một người thứ ba xen vào là nói họ, khi mà họ cảm thấy rằng ok, ôi cái ý kiến này thật là tuyệt vời, sao mình không nghĩ ra nhỉ, sao nó đúng, thì họ sẽ yêu theo ý kiến kia, trong khi họ không có cái lập trường riêng của bản thân mình, và những công việc của họ đang làm, những cái hành động của họ đang làm có thể là đúng. Ok, thì đấy là một phần của willpower, tức là ý chí quyết đoán. Vậy thì đấy là hậu quả mà các bạn đấy là hậu quả khi mà các bạn không có cái lập trường riêng của bản thân mình, không có ý chí quyết đoán cho cái lập trường ấy, cho cái quyết định của bản thân mình. Vậy thì làm sao để rèn luyện được cái ý chí quyết đoán? Đây là một câu hỏi thường xuyên các bạn có thể gặp phải. Các bạn có thể lên Google và search rằng là cách rèn luyện ý chí quyết đoán là gì, và làm sao để rèn luyện được ý chí quyết đoán của bản thân. Thì đầu tiên là các bạn phải rèn luyện được cái sức khỏe cũng như là tinh thần của bạn trước. Tinh thần có minh mẫn, sức khỏe có tốt thì mới đưa ra được những cái ý chí, những cái quyết định đúng đắn nhất cho bản thân. Tinh thần mà lúc nào cũng trong trạng thái mơ hồ và sức khỏe lúc nào cũng yếu ớt thì các bạn khó có thể đưa ra được những cái ý chí, những cái quyết đoán hay là những cái bước ngoặt cho cuộc đời bạn. Đó, đầu tiên là các bạn cần phải cải thiện tinh thần và cải thiện cái sức khỏe của bạn trước. Khi mà sinh tinh thần và sức khỏe của bạn ok, ổn rồi thì chúng ta sẽ đến những cái bước tiếp theo để dần dần cải thiện những cái ý chí quyết đoán bản thân. Video lần này của mình thì sẽ tạm thời kết thúc ở đây, và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.
video lần sau có thể là mình sẽ nói đến những cái biện pháp để giúp cho các bạn tăng cường cái ý chí quyết tâm của bản thân mình, tăng cường willpower và tăng cường cái sự thành công và tăng cường cái sự hạnh phúc của các bạn trong cuộc sống này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.